à, ngay cái chân. Ôi ôi, ngay cái chân luôn. Ngay cái chân. Mày đâu? Ê, khoan khoan khoan. Khoan khoan khoan. Ui. 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 Của tao. Con này là của tao, ok. Rồi. Mẹ, đây là một buổi test súng. Test súng hay skin súng? Nhưng mà chắc chắn đây là một buổi là bắn súng đó. Ừ đúng rồi, nó không liên quan gì hết mà cũng được, ổn đi. Hôm nay mình sẽ bắn súng lục bạn và có cái skin cũng khá là đẹp. Cái này skin nhận hay là skin gì đó mình cũng biết nhưng mà nó khá là đẹp. Nên mình quay cho bạn coi, lâu lâu với lại giải trí một cái khác nha bạn. Chờ hồ báo lên. Hồ báo lên, hồ báo lên, hồ báo lên, hồ báo lên. Hồ báo lên. Hồ báo lên. Hồ báo lên. Quăng này các bạn bắn ghê lắm. Ôi, 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 no, no, no. Trời ơi, con mình né cái đầu của mình kìa bạn. Thua luôn. Lục và bắn đang ngu rồi mà còn hay bị tù nữa. Cái đường tù như quỷ vậy. Mày đúng không? Thôi đừng đi đường đó nữa ba. Sẽ không bắn súng nhắm nha bạn. Tuy là súng nhắm này mạnh thiệt nhưng mà sẽ không bắn đâu. Rồi, nói là phải giữ lời. Nó sẽ qua B bên đấy nè bạn. Con này ghê lắm. Mấy vị này không biết được nó đứng ở đâu đâu bạn ơi. Nó đâu nha. Mấy này chắc qua A hết rồi. Ui. Một thằng, một thằng, một thằng, một thằng. Một thằng, một thằng, một thằng. Bên nó còn có thằng hả bạn ơi. Này thì núp con. Ra nốt đi con hạ. Núp gì tầm này nữa. Rồi win. Oh, skin đẹp bạn ơi, skin đẹp nhưng mà mình không biết cái ấn vô cái skin là sao nha. Qua B cho tao, tao nhặt bom thì phải qua B. Qua B đi, qua B đi, qua B. Quán gì mấy? Trời ơi, hợp lý à? À chưa thấy nào quăng bom mày hợp lý vậy luôn á. Ý, nó dưới, nó dưới, nó dưới. Rồi đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi ôi. Hai thằng luôn. Ủa, skin súng này đẹp đó bạn. Thôi các bạn coi kế skin của mấy này nha bạn. Mình sẽ không review đâu. Review súng lục thôi, còn mấy skin xịn xịn mấy bạn coi ké mấy này hay hay. À, bất cẩn quá, bất cẩn quá. Có bơm hả? Phế vậy? Sao phế vậy hả? Ôi, thằng nào đặt bơm đi tao. Để đặt ở đâu? Quê rồi, quê rồi, quê không đặt nữa. Bắn rồi. Ừ. À, hay hay hay. Vậy bắn hụt bạn. Lỡ rồi, chơi là không AFK nha bạn. Chơi là phải văn minh lên. No no AFK. No ca, no ca. Một thằng, một thằng, một thằng, một thằng. Rồi đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi dồi, chết luôn. Chết luôn bạn ạ. A đục A anh em, đục A anh em. Bên đây nè, điên này nè. Một thằng, một thằng, một thằng. Đặt phải bơm phải chí nha bạn. Đặt bơm phải chí, đặt bơm phải chí. Mẹ, rồi nổ, nổ, nổ. Nổ. Hay. Quá bro, chết tem mình. Quá đẹp, cực kỳ thích skin này luôn. A đi. Qua A, qua A. A baby. Let's go for A. Let's go for A. Ui. Ngay cái tâm nó rồi, nó bắn lẹ quá. Xanh á. Ôi không ngờ luôn, vừa nghe cái tâm nó lại bạn mà xỉa nó trước rồi. Đơn 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 đơn. Mấy không ngờ mình ngồi. Ê kia kia. Bắn chiếc bạn đó. Đúng rồi. Mày sợ không mày. Nhìn đi nhìn lại skin này nó đẹp phết nha. Không hiểu vì sao luôn rồi mày. Đúng đẹp luôn. Phần. Có thằng chết, có thằng chết kìa. Địt cũng
đi cũ mày. Coi thằng, coi thằng. Rồi có thằng lên, có thằng lên, có thằng lên. Ui dồi, nó đâu? Assassin, assassin, assassin. Shit. Mày, assassin. Con thằng, con thằng. Ui dồi, ui dồi. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Nó dưới, nó dưới, nó dưới, nó dưới. Đúng rồi, hai, hai. Chết. Ôi gì vậy? Ồ, à, trong lúc đó mình quăng cái trái bơm, bạn thấy không? Đẹp luôn nữa bạn, nhìn mé nó gọi là đúng đẹp luôn á. Không thể tin luôn nha các bạn. Không, mình sẽ chơi một lượt luôn nha các bạn. Một hai ván gì đó, hoặc là một ván chơi xong rồi bỏ. Thế thôi. Đâu đây, qua đâu đây, à đi. Mình nói chung là chơi sát, chơi tiếp sát thì cũng chết. Nói chung là chơi mình cam súng lục mà đúng không? Ui, mình đây các bạn ơi. Nó tốc độ thế nhỉ. Ui, tay mình chết hết rồi. Nó gặp mình bắn súng lục nữa chứ. Lé. Shit. Shit, shit, shit. Một thằng, một thằng. Còn thằng nữa bạn. Ok. Cái này không hợp phong thủy rồi. Chơi nó đặt bơm B rồi. Ai chơi. Nào bạn. Là qua B nữa bạn ơi. Thằng này. Liên nãy là qua B. Đâu rồi. Ôi. Nhắm nè. Cái này đi điếm lắm bạn. Đi không bao giờ nó gì đó. Này đặt nhanh quá bạn ơi. Mình phải tốc độ. Đục lớp qua mình đó. Một thằng. Một thằng. Nó nhìn thấy đồng đội mình rồi. Là đứng xa quá nha các bạn. Gỡ luôn, gỡ luôn. Ấy, nhắm vô bè và chơi thôi. Nó qua bè hết rồi, nó qua bè hết rồi. Qua bè, qua bè. Qua bè, qua bè. Qua bè, qua bè. Qua bè, qua bè. Nó kìa, nó kìa, nó kìa. Nó kìa. Bắn về bằng hụt. Nó kìa, nó kìa. Có nha, có nha. Thấy dấu đỏ nha, mà không biết ở đâu nha. Nó đục qua là ăn liền nè, nó đục qua là ăn cướp ha. Ôi, ôi. Không ăn nữa. Mày xạo hả con đỉ này. Lú ra hết đi, bố mày ke. Hay, 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 hay. Ghi nhớ công ơn của anh, ghi nhớ công ơn của anh. Ghi nhớ công ơn của anh. Em con gái. Cho nó gỡ, cho nó gỡ. Mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Mày một thằng. Đừng để con thú trong người tao nó sống. Đừng để con thú trong người của tao nó sống. Ôi dồi. Sống thiệt. Chiếm lĩnh hả? Này chiếm lĩnh cơ mà. Chiếm lĩnh đi tao bắn chết mặt mẹ. Chiếm 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 chiếm. Quá dữ quá dữ. Quá dữ quá 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 dữ quá dữ. Tao vậy mà hỗ trợ sát thương nhẹ thế nào nha. Thôi cây cứu cho đội. Ôi trời ơi. Tao lát nha. Mày sợ. Mày sợ chó hả? Bắn xuyên lỗ nè. Mày gì sợ hả? Trời. Ôi dồi. Nó đâu nha. Chết luôn.
con của đứng tối cao. Con của đứng. Quá dữ. Né, trời ơi không chịu né luôn, nó bắn ở đâu. Đây là xa. Chỉ có súng nhắm chạy cái gần cái mặt vô. Con của đứng. Mày đâu rồi? Mày con của đứng. Còn đâu nữa? Skill cuối cùng. Mày. Cái chân. Ừ, chết luôn. Hay dưỡng kịp, dưỡng kịp. Ấy gì vậy? Gì vậy em cha? Gì vậy? Trời, chạy đâu xung quanh thế nha. Không hiểu luôn. Rồi xong. Bang rồi chết luôn. Rồi xong. Ăn rồi. Ăn rồi. Chết luôn. Ảo thế. Hồi ăn rồi. Ngon quá bạn. Ok, nếu bạn thích video này hãy để lại mình một like, một subscribe. Ngoài ra chia sẻ tạo lực cho mình làm tiếp video tiếp theo. Vậy là quá đủ cho một cuộc test skin rồi bạn ơi. Để coi thằng này nó bắn gì nha. Hả này nổ xe giống nãy mình rồi chết. Cách trước cái xâm lìn. Ok, cảm ơn bạn.